Chào mừng các em đã đến với trang lời giải 2.com. Hôm nay cô sẽ hướng dẫn các em học và trả lời các câu hỏi bài tập cuối chương 4 sách giáo khoa toán 11 kết nối tri thức trang 102. Phần thứ nhất chúng ta sẽ đi làm để là trắc nghiệm. Câu 4.35 cho đường thẳng A song song với mặt phẳng P. Mặt phẳng Q chứa đường thẳng A và cắt mặt phẳng P theo giao tuyến là đường B. Vị trí tương đối của hai đường thẳng A và B ở đây là gì? Chúng ta đã học ở những bài trước, đấy là nếu như A và B mà nằm trong cùng một mặt phẳng thì A và B đồng phẳng. A và B có thể cắt nhau song song hoặc là trùng nhau. Nếu như A và B không cùng nằm trong bất kỳ một mặt phẳng nào thì ta nói là A và B chéo nhau. Khi đó thì ta có thể là A chéo B hoặc là B chéo A. Vậy thì dễ dàng chúng ta thấy được câu trả lời đây chính là gì đây? Song song. Đến với câu 4.36, cho hình chóp SABCD có đáy là hình bình hành, gọi M là trung điểm của cạnh SD và đường thẳng SB thì song song với mặt phẳng nào? Cô có hình. Vậy dễ dàng quan sát thì chúng ta thấy là đường thẳng SB thì song song với mặt phẳng nào đây? Chính là mặt phẳng ACM, đúng không? Vậy cô sẽ có được đáp án là đáp án B. Đây là điểm A này. Các bạn sẽ xét từng trường hợp cho cô thì các bạn sẽ ra được chưa? Đến với câu 4.37, cho hình hộp ABCD, A phẩy, B phẩy, C phẩy, D phẩy, mặt phẳng A phẩy, B phẩy, D phẩy song song với mặt phẳng nào? Cô có hình vẽ như sau. Và dễ dàng thấy được là mặt phẳng A, B phẩy, D phẩy như ở hình ở đây thì song song với mặt phẳng nào? Chúng ta biết rằng là gì? Hai mặt phẳng được gọi là song song với nhau nếu như mà chúng không có điểm chung với nhau. Vậy thì mặt phẳng A, B phẩy, D phẩy song song với mặt phẳng nào đấy? B, D, C phẩy. Đáp án D. Mặt phẳng này B, D, C phẩy. Các bạn nối vào. Đây là nét nhìn thấy này. Đây cũng là nét nhìn thấy này. Rồi, vậy là cô đã xong. Tiếp, đến với câu 4.38. Cho hai mặt phẳng PQR đôi một song song với nhau, đường thẳng đường thẳng A cắt các mặt phẳng P, Q, R lần lượt tại A, B, C sao cho tỉ số AB trên BC thì bằng 2/3. Và đường thẳng B cắt các mặt phẳng P, Q, R lần lượt tại các tỉ số là A, B, C. Tỉ số A, B trên B, C thì bằng bao nhiêu? Cô có hình. Đối với bài này thì chúng ta sẽ áp dụng định lý Thales trong không gian. Đấy là gì nhỉ? Ba mặt phẳng đôi một song song thì chắn trên hai các tuyến phân biệt bất kỳ những đoạn thẳng tương ứng tỷ lệ với nhau. Vậy thì chúng ta có được là tỷ áp dụng định lý Thales cho ba mặt phẳng đôi một song song ở đây là mặt ba mặt phẳng này này. Vậy thì PQR đấy và hai các tuyến là gì đấy? A và B thì chúng ta có tỷ lệ của AB trên BC thì bằng gì? A phẩy B phẩy trên B phẩy C phẩy và cũng chính là bằng 2/3, đúng không? Chúng ta sẽ có dễ dàng được ngay đáp án A. Tiếp đến với câu 4.39, cho hình chóp SABCD có đáy là hình bình hành, gọi MN lần lượt là trung điểm của các cạnh SB, SD, K là giao điểm của mặt phẳng AMN và đường thẳng SC, tính tỉ số SK trên SC. Cô có hình vẽ như sau.
Và cô sẽ đi tính tỉ số như sau. Thứ nhất, hình vẽ này, cô sẽ gọi được đấy là O. Là giao điểm của AC và BD. P cũng là, cô gọi P ở đây là trung điểm của MN này. Vậy thì chúng ta sẽ có MN là đường trung bình của tam giác SBD. Suy ra SPO thẳng hàng và P là trung điểm của gì đây? SO. Vậy do đó thì chúng ta sẽ có P thuộc SO hay là P thuộc mặt phẳng gì đây? SAC. Mà trong mặt phẳng SAC thì lại có gì cô? Nối AP cắt SC tại điểm K như hình vẽ nhé. Vậy thì suy ra K là giao điểm của SC và mặt phẳng AMN. Áp dụng định lý Thales cho tam giác thì chúng ta cũng sẽ có, đấy là gì đây? Ngoài áp dụng định lý Thales ra thì chúng ta sẽ áp dụng định lý Menelaus, đấy là KS trên KC nhân với CA trên AO nhân với OP trên PS thì bằng 1. Vậy suy ra dễ dàng được tỉ số KS trên KC của chúng ta nhân với 2 phần 1 nhân với 1 thì bằng 1. Vậy suy ra được đấy là KS trên KC của chúng ta bằng 1 phần 2. Vậy suy ra được đấy là tỉ số SK trên SC của chúng ta thì bằng bao nhiêu đây? 1 phần 3. Vậy cô có đáp án, đấy là đáp án B. Tiếp đến với câu 4.40. Cho hình hộp ABCD A'B'C'D' gọi M'M' lần lượt là trung điểm của các cạnh BC, B'C'. Hình chiếu của tam giác A'B'DM qua phép chiếu song song lên A'B'C'D' theo phương chiếu AA' là tam giác nào? Cô có hình vẽ như các bạn quan sát được thấy là hình chiếu của tam giác B'DM lên phép chiếu ở dưới đáy là theo phương chiếu AA' là bao nhiêu thì các bạn quan sát đấy là D', hình chiếu của D lên mặt phẳng đáy là gì? Theo phương AA' đúng không? Chính là điểm D' này. Tiếp tục hình chiếu của M lên trên mặt phẳng đáy chính là gì đây? Là M'. Tiếp tục hình chiếu của gì nữa? B' lên trên mặt phẳng A'B'C' cũng vẫn chính là điểm B' đúng không? Vậy thì chúng ta có hình chiếu của nó chính là hình là gì đây? Tam giác B'D'M'. Đúng không? Các bạn có thể nối hình vào. Tiếp theo chúng ta sẽ chuyển sang phần bài tập tự luận. Câu 4.41. Cho hình chóp SABCD có đáy ABCD là thang AB song song với CD và đáy AB nhỏ hơn CD, xác định giao tuyến của mặt phẳng sau. Và cô sẽ hướng dẫn các bạn câu A này, tìm giao tuyến của mặt phẳng SAD và SBC. Thứ nhất đấy là các bạn quan sát xem nó có điểm chung là gì. Thì ở đây cô gọi giao tuyến của AD và BC chính là điểm K.
Và ta có đấy là SK thì thuộc mặt phẳng. SAD và SK cũng thuộc mặt phẳng. SBC. Vậy nếu như nó cùng thuộc thì suy ra được ngay, đấy là SK là giao tuyến của mặt phẳng SAD và mặt phẳng SBC. Câu B nào. Tìm ra tuyến của mặt phẳng SAB và SCD thì chúng ta thấy ở đây là giữa hai mặt phẳng này cô có được là AB song song với CD. Điểm S chung. Nên suy ra giao tuyến của mặt phẳng SAB và mặt phẳng SCD là SX như hình của vẽ này. Đi qua gì đây? Đi qua S và song song với AB CD. Câu C. Ra tuyến của SAC và SBD. Cô gọi O là giao điểm của AC với BD. Vậy thì cô suy ra được điểm O thuộc gì? SAC và SBC. Tiếp tục cô lại có gì đây? S chung đúng không? Vậy suy ra SO là giao tuyến của SAC và SBC. Tiếp tục đến với bài 4.42. Câu chụp như thế này. Cho hình lăng trụ ABC, A phẩy, B phẩy, C phẩy. Gọi MN lần lượt là trung điểm của các cạnh AB, BC và AA. Câu A, xác định giao tuyến của mặt phẳng MNP với đường thẳng B phẩy, C phẩy. Thì thứ nhất này, câu này cô sẽ hướng dẫn. Ta có được đấy là mặt phẳng MNP cắt mặt phẳng ABC tại đâu đây? MN, giao tuyến MN. Mặt phẳng ABC cắt mặt phẳng AC, C phẩy, A phẩy. Tại đâu đây? Tại AC. Tiếp mà chúng ta lại có gì đây? AC song song với MN. Vậy suy ra MN là đường trung bình tam giác ABC. Suy ra giao tuyến của mặt phẳng MNP và mặt phẳng AC, C phẩy, A phẩy song song với cạnh MN và AC. Tiếp này, qua P cô kẻ đường thẳng song song với kẻ đường thẳng song song với AC cắt CC phẩy tại đâu đây? H. Vậy thì lúc này cô sẽ có PH là giao tuyến của mặt phẳng MNP và mặt phẳng AC, C phẩy, A phẩy. Tiếp tục cô lại nối H với N cắt B phẩy, C phẩy tại K. Vậy K là giao điểm của gì đây? Mặt phẳng MNP và đường thẳng B phẩy C.
Câu B. Gọi giao điểm. Câu B này, gọi K là giao điểm của mặt phẳng ở bên trên thì cô đã này rồi. Khi tính tỉ số K B phẩy KC trên KC, K B phẩy trên KC, hình vẽ như ở đây này. Thứ nhất đấy là cô gọi B cạnh B C phẩy cắt với cạnh B phẩy C tại điểm O, và ta có tứ giác ACC phẩy A phẩy là hình bình hành, B là trung điểm của gì đấy, A A phẩy, lại có gì nữa, PH song song với AC. Vậy thì từ những điều này cô sẽ suy ra được đấy là H là trung điểm CC phẩy. Tiếp cô sẽ đi xét tam giác CC phẩy B có cái gì, có HN là đường trung bình nên suy ra được đấy là CK bằng với OK mà đề bài đã có rồi đúng không? OC thì bằng OB phẩy. Vậy cô sẽ suy ra được tỉ số KB phẩy trên KC thì bằng 3. Tiếp tục chuyển sang bài 4.43. Cho hình chóp SABCD là hình bình hành trên cạnh SC và cạnh AB, lần lượt lấy các điểm M và N sao cho CM bằng với 2SM và BN thì bằng với 2AN. Nhất này, xác định giao điểm K của mặt phẳng AMB với đường thẳng SD và đi tính tỉ số SK trên SD. Bài này cô có hình vẽ như cô sẽ đi giải quyết bài toán này. Đối với câu A, đi tìm giao điểm nhé, đi tìm giao điểm K. Thì ở đây cô có là mặt phẳng ABM cắt với mặt phẳng ABCD. Tại đâu đây, giao tuyến AB, mặt phẳng ABCD lại cắt mặt phẳng SCD. Tại đâu đây, tại CD, cô lại có là AB song song với CD, đúng không? Vậy suy ra giao tuyến của mặt phẳng ABM và mặt phẳng SCD là đường thẳng qua M song song với gì đây? AB và CD. Tiếp tục qua điểm M cô kẻ MK song song với CD, ở đây là K sẽ thuộc là SD. Vậy suy ra được ngay đến là K chính là giao điểm của mặt phẳng AMN và SD. Tiếp tục cô lại đi xét tam giác SCD có gì, có MK song song với CD. Vậy thì theo định lý Thales cô sẽ suy ra được ngay đấy là SK trên SD thì bằng SM trên SC và bằng bao nhiêu đây, 1/3. Vậy là cô đã đi tìm được tỉ số này rồi, đó là câu A này. Đến với câu B, đến với câu B là chứng minh MN song song với mặt phẳng SAD thì cô có được ngay đấy là cô xét tam giác SCD có gì, có MK song song với CD đúng không? Vậy theo định lý Thales cô cũng suy ra được đấy là MK trên CD
thì bằng SM trên SC bằng tỉ số là 1 phần 3 mà lại có là gì đây? AN trên AB cũng bằng 1 phần 3. Vậy thì cô suy ra được đấy là gì? AN bằng với MK chưa? À trên này, chữ này thì cô sẽ thiếu một chút. Đấy là tỉ ngoài tỉ số này ra thì còn có một dữ kiện nữa, đấy là AB bằng với CD nữa. Vậy thì chúng ta mới suy ra được là AN sẽ bằng với MK. Tiếp tục ở đây cô sẽ đi xét tứ giác AN MK. Có gì đây? Có AN bằng với MK, có AN song song với MK. Vậy thì suy ra được đấy là tứ giác ANMK là hình bình hành. Và nếu như nó là hình bình, vì vậy thì chúng ta cũng sẽ có được cái là MN song song với AK. Hay là chúng ta cũng có được là MN song song với mặt phẳng gì đây? SAD. Tiếp tục chúng ta sẽ chuyển sang bài 4.44. Cho hình chóp SABCD và có đáy là bằng, có đáy là hình bình hành, gọi GK lần là trọng tâm của tam giác SAD và SCD. Câu A, chứng minh rằng GK song song với mặt phẳng ABCD. Thì thứ nhất là câu A này, cô sẽ đi xét tam giác HAC có gì đây? Có GH bằng 2 lần GA, có HK bằng 2 lần KC. Vậy suy ra được đấy là GK song song với AC đúng không? Hay chúng ta cũng có được đấy là GK song song với mặt phẳng ABCD. Vậy điều phải chứng minh. Tiếp tục đến với câu B, mặt phẳng chứa đường thẳng GK và song song với mặt phẳng ABCD cắt các mặt phẳng SA, cắt các cạnh SA, SB, SC, SD lần lượt tại MNEF, chứng minh rằng tứ giác MNEF là hình bình hành. Vậy quan sát hình như ở đây thì cô có được đấy là mặt phẳng MNEF song song với mặt phẳng ABCD. Vậy thì suy ra được ngay đấy là MN song song với AB, NE song song với BC, EF song song với CD và MF song song với AD. Lại có được là gì? AB song song với CD. Gì nữa nhỉ? AD song song với BC. Vậy suy ra được từ hai dữ kiện trên, cô suy ra được đấy là MN song song với EF và MF song song với NE. Vậy hai cặp đối mà song song với nhau thì cô suy ra được tứ giác MNEF là hình bình hành. Xong. Đến với câu 4.45. Cho hình hộp ABCD, A', B', C', D'. Gọi MN lần lượt là trung điểm của các cạnh AD, A', B'. Chứng minh rằng. Rồi, hình này cô có vẽ như sau. Câu A. Đi chứng minh B, thứ nhất là đi chứng minh BD song song với B', B'. Thì ta có được đấy là mặt phẳng ABCD thì song song với mặt phẳng A', B', C', D'. Lại có gì? Mặt phẳng B', D', DB. Cắt mặt phẳng A', B', C', D'. Tại đâu? B', D'. Tiếp tục lại có là mặt phẳng B', D', DB. Thì cắt mặt phẳng ABCD tại đâu đây? Tại BD. Vậy thì suy ra được đấy là mặt cạnh BD' song song với cạnh DB. Tiếp cô đi xét xét mặt phẳng A', B', D và mặt phẳng C', B', D'. Có gì nhỉ? BD song song với B', D' này. Tiếp tục lại có gì? A', B' thì song song với CD'. Vậy suy ra
Cô có mặt phẳng A phẩy B D song song với mặt phẳng C B phẩy D phẩy. Tiếp tục, cô xét tứ giác B phẩy N M O có B phẩy N bằng với M O, có B phẩy N song song với M O. Từ hai dữ kiện này cô suy ra được tứ giác B phẩy N M O là hình bình hành. Vậy thì suy ra được đấy là B phẩy O song song với M N, và cũng suy ra được ngay đấy là M N song song với mặt phẳng B D D phẩy B phẩy. Xong rồi câu A. Câu B nào. Đường thẳng AC phẩy đi qua trọng tâm G của tam giác A phẩy B D. Rồi thứ nhất cô sẽ đi xét được tam giác, xét được đi xét tứ giác nhỉ, xét tứ giác A phẩy C phẩy O A có gì, có được là A phẩy C phẩy song song với A O, A phẩy C phẩy song song bằng với hai lần A O. Vậy thì từ những này cô suy ra được đấy là A phẩy G thì bằng với hai lần G O, tính chất mà. Tiếp tục, mà ta lại có là gì đấy, O là trung điểm của BD. Suy ra G là trọng tâm tam giác A phẩy B D. Như vậy thì AC phẩy đi qua trọng tâm G của tam giác A phẩy B D. Xong câu 4.45. Tiếp đến 4.46. Cho tứ diện ABC trên cạnh AB lấy điểm M sao cho BM bằng 13 lần AM. Mặt phẳng P đi qua M song song với đường thẳng AD và BC. Xác định ra tuyến của K, xác định ra tuyến K của mặt phẳng P với đường thẳng CD và đi tính tỉ số KC trên CD. Bài này cô có nghĩa như sau. Câu A, đi xác định ra điểm này. Thứ nhất đấy là cô có hình vẽ và qua M cô kẻ MH song song với BC, MI song song với AD, mặt phẳng P đi qua M song song với AD và BC. Vậy suy ra mặt phẳng P chứa MH và MI. Ta có đấy là mặt phẳng ABC thì cắt mặt phẳng P tại MH, mặt phẳng ABC cắt mặt phẳng BCD tại BC. Suy ra MH song song với BC và cũng suy ra được đấy là giao tuyến của P và mặt phẳng BCD song song với BC và MH. Tiếp tục là qua I kẻ IK song song với BC, K ở đây sẽ thuộc CD. Vậy giao điểm của mặt phẳng P và CD chính là gì đây? Là K. Đó là câu A. Đối với câu B nào, tính tỉ số KC trên CD. Thứ nhất đấy là ta có được là mặt phẳng ABD thì giao với mặt phẳng P tại MI. Mặt phẳng ABD giao với ACD tại AD. Mặt phẳng P giao với mặt phẳng ACD tại HK. Vậy thì từ ba cái này thì cô sẽ suy ra được đấy là MI
song song với AD này và HK song song với MI. Tiếp cô có tứ giác MHKI là hình bình hành. Vậy thì suy ra được ngay đến là MH sẽ bằng với KI. Xét tam giác ABC có gì đây? Có MH song song với BC. Có BM bằng 3 lần AM. Vậy suy ra được đấy là BC bằng 4 lần MH. Và cũng suy ra được đấy là BC thì bằng 4 lần KI, đúng không? Vậy tiếp tục cô xét được tam giác BCD. Có IK song song với BC. Có BC bằng 4 lần KI. Vậy thì suy ra chúng ta có tỉ số KC trên CD chính là bằng bao nhiêu đây? 3/4. Vậy là cô và các em đã học xong bài tập cuối chương 4 sách giáo khoa toán 11 kết nối tri thức. Các em hãy truy cập vào trang lời giải 2.com để xem chi tiết các bài giảng khác. Chúc các em học tốt và hẹn gặp lại các em trong các bài giảng video tiếp theo.